đảng lãnh đạo thật tài tình, tăng trưởng tham nhũng gấp 20 lần tăng trưởng kinh tế. Vào năm 2023 là năm thứ hai sau đại dịch, đời sống người dân và sức khỏe doanh nghiệp sa sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ có doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nên tạm cứu nền kinh tế Việt Nam khỏi rơi xuống vực thẳm. Và cũng là năm thứ hai liên tiếp, khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài FDI chiếm đến 74% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tình hình kinh tế thế giới tuy có suy giảm nhưng không thê thảm như Việt Nam. Khối FDI dù chịu khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đủ sức tăng vai trò trong nền kinh tế tại Việt Nam. Có nhận xét cho rằng thực ra do nền kinh tế Việt Nam xa sút nên khối doanh nghiệp nhà nước và tư nhân mới mất dần vai trò trên sân nhà. Tăng trưởng tham nhũng là 100%. Theo thống kê vào năm 2023, Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5% không rõ con số này có đúng thực tế hay không so với thực tế kiệt quệ của nền kinh tế và sự trầm lắng của xã hội. Tuy nhiên dù đây là con số tăng trưởng thật thì nó được cho là FDI gánh chứ các doanh nghiệp trong nước giờ đây đã giải thể hoặc đang vật lộn để mà tồn tại lấy đâu ra mà gánh được nền kinh tế đây. Theo thông tin mới đây cho biết kiều hối của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 20 tỷ đô la và khối FDI chuyển tiền về nước họ một khoản cũng tương tự như thế. Nói đơn giản là khúc ruột ngàn dặm làm lụng để mà cho khối FDI mang tiền về nước. Như vậy, khối FDI chỉ đóng góp cho số tăng trưởng cho đảng để khoe với dân và giải quyết một khối lượng việc làm cho người lao động. Còn lợi nhuận sinh ra, khối FDI chuyển về nước họ hoặc tái đầu tư vì vậy, dù con số tăng trưởng như mơ với nhiều nước, nhưng thực chất đời sống của người dân Việt Nam rất khốn đốn. Phố phường thì điều hưu, hàng quán đóng cửa trả mặt bằng. Để cho người dân khốn đốn, doanh nghiệp nội điêu đứng là lỗi của Đảng Cộng sản. Quan chức thì bất tài, ra chính sách chủ yếu để trục lợi chứ không phải để phát triển. Giả sử quan chức muốn cho đất nước này phát triển thật thì họ cũng không có năng lực để làm được điều đó mà giả sử người lãnh đạo có năng lực thì bộ máy nhà nước cũng có khả năng thực hiện được đâu. Có quá nhiều đại án và quá nhiều quan tham khắp nơi. Vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước về tổng kết công tác của ngành nội chính đảng và hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh vào năm 2023 triển khai nhiệm vụ vào năm 2024. Đến giờ nghị có những nhân vật tai to mặt lớn như bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, vân vân. Bản tổng kết được công bố tại hội nghị này cho biết năm qua, tức vào năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ, 2079 bị can về tham nhũng, tức là tăng gần 100% so với năm 2022. Như vậy, rõ ràng những con số cho thấy Tăng trưởng về số người tham nhũng gấp đến 20 lần tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Cả hai con số tăng trưởng đều không thật bởi trong 5% tăng trưởng kinh tế ấy thì khối FDI đã đóng góp vai trò là con ngựa khỏe kéo cho nền kinh tế, còn khối nhà nước và khối tư nhân chỉ như hai con ngựa khỏe, lê lết đi theo mà thôi. Nếu tách khối FDI ra thì có khi nền kinh tế thuần Việt Nam tăng trưởng âm chứ chẳng có con số 5%. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo vệ đảng, tức là ông đang hại dần. Ngược lại, con số tăng trưởng về số lượng người tham nhũng là 100%, cũng chưa phản ánh tích cực thực tế. Bởi nếu ông Trọng cho đốt lò mạnh hơn, thì có thể lên đến 1.000% hoặc hơn nữa. Nguyên nhân là bộ máy chính quyền này có ai sống vì lương bao giờ đâu. Hầu hết quan chức đều nhận đồng lương chết đói, nhưng thực tế thì ai cũng rất giàu. Chỉ cần ông Trọng khui đến đâu thì sẽ lòi tới đến đấy, nên có thể nói củi trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản là nguồn vô tận. Ông Trọng đốt không xoẻ. Không một nhà nước tham nhũng nào có thể giúp cho đất nước phát triển được. Đất nước này còn Đảng Cộng sản thì vẫn là quốc gia nhược tiểu và đói nghèo so với mức trung bình của thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đảng lãnh đạo thật tài tình tăng trưởng tham nhũng gấp 20 lần tăng trưởng kinh tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo .de. Tràng sư thịt nàng ni tại chùa, Phật giáo bị đảng hóa đang tha hóa nghiêm trọng. Vào ngày mùng 9 tháng 1, nhiều báo chí đưa tin, ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ trụ trì đối với tu sĩ Thích Thuận Nghi từ ngày mùng 8 tháng 1 cho đến khi có kết luận chính thức của ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Hình ảnh bại hoại của ông sư trụ trì chùa Từ Đức. Ông Thích Nhật Nghi bị tình nghi, đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức do trước đó ông bị tung clip có những hành động quá giới hạn và cả quan hệ tình dục với một Nico. Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác định tu sĩ Thích Nhuận Nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ, đồng thời để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tu viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tu viện. Việc đình chỉ chức vụ công sư này là đúng tuy nhiên trước đó vụ xá lợi tóc phật do ông vũ minh hiếu tức thích trúc thái minh dùng để lừa gạt lòng tin của dân chúng cho thấy những ông sư quốc doanh đứng dưới trướng của giáo hội phật giáo việt nam đã gây ra tiếng xấu không thể gột rửa được ông thích thuận nghi là đại diện của lối sống hiện nay của nhà sư quốc doanh sử dụng chiếc áo tu như một phương tiện hành nghề và kiếm sống làm giàu cho bản thân cũng tương tự như các quan tham ông Thích Trúc Thái Nghi chỉ là người bị lộ, còn bao nhiêu người khác chưa bị lộ, vẫn đang tiếp tục giao giảng kinh Phật và hàng ngày hưởng lợi từ tiền cúng dường của con nhang đệ tử U Mê và cũng không loại trừ, vẫn sử dụng những hành vi như thế. Ông Thích Trúc Thái Minh tổ chức sự kiện để kéo những người U Mê về chùa mà cúng dường chính là bởi huyện bên ngoài của những ông sư quốc doanh xuống cấp. Ông sư quốc danh nào cũng nhắm đến túi tiền của những kẻ ngu muội có điều thích trúc thái minh biết cách làm nên những sự kiện lớn thu hút sự chú ý của người u mê trên mọi miền của đất nước xử lý ông sư bị lộ còn có biết bao nhiêu ông sư khác trong cả nước chưa bị lộ thì có trời mới biết khi Phật giáo bị đảng hóa thì giới sư quốc doanh cũng trở nên bại hoại không thể nào cứu chữa ngày nay nhiều ông sư bà ni cô với vẻ bề ngoài đáng kính nhưng thực chất lại sống cuộc sống trụy lạc Thừa tiền vì kinh doanh mê tín Hoặc đi giao giảng kinh Phật Để đánh lừa dân chúng để kiếm nhiều tiền hơn Khi có tiền nhưng không có đạo đức Thì họ lại rơi vào sống trụy lạc Ngày nay sư đi xe sang Trị giá hàng chục tỷ đồng Dùng điện thoại v tu và đi du lịch khắp nơi Trên thế giới Ngày một trở nên phổ biến Cái gọi là đạo Pháp Dân tộc chủ nghĩa xã hội Đã tạo ra những thế hệ sư ni đỏ nếu làm doanh nghiệp sân sau được hưởng chính sách ưu đãi để làm giàu, thì đến lúc người đỡ đầu xa cơ thất thế sẽ rất dễ bị sổ khám. Tuy nhiên, kinh doanh thần thánh nấp dưới vỏ bọc nhà sư thì hốt tiền dễ dàng mà không lo lắng chuyện thanh tra, kiểm tra, không có cơ quan kiểm toán nào có thể kiểm tra được. Nhờ đó, những ông bà có thẻ đảng, chịu khó cạo đầu chọc, khoác áo cả sa và miệng tụng kinh thì có thể ung dung kiếm tiền một cách hết sức dễ dàng và miễn thuế. Một chùa quốc danh đang kinh doanh mê tín dị đoàn. Xã hội tại Việt Nam là sản phẩm của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Chính nền giáo dục này đã tạo ra những kẻ ngu muội và đây chính là nguồn vô tận cho những ông sư có thể đảng khai thác vơ vét. Vơ vét thật nhiều tiền rồi dùng tiền đấy để mà sống một cách xa hoa và cả sự trị lạc. Cúng dường là một cách để những kẻ kinh doanh thánh thần lợi dụng họ tận dụng tối đa sự ngu muội của con nhang đệ tử để mà làm giàu. Ngày nay, các sư nhận luôn cả tiền cúng dường dưới nhiều dạng chuyển khoản. Người cúng cứ ngỡ rằng những đồng tiền của họ là tạo phúc, nhưng kỳ thực vì sự u mê mà họ đã tạo nghiệp đã giúp cho các ông sư suy đồi, góp phần làm băng hoại Phật Pháp tại Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tràng sư thịt nản ni tại chùa Phật giáo bị đảng hóa đang tha hóa nghiêm trọng, già xào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa liên bang chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d